Câu C, đề bài kêu tính tỷ số diện tích tam giác A, B, K. Phần diện tích tam giác A, B, C. Chấm hỏi. Thì các bạn nhìn ngay vào, thì các bạn nhớ diện tích của một tam giác sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh cạnh đáy. Đó, được chưa? Thì các bạn thấy tam giác ABK chưa? Và tam giác A, B, C chưa ạ? Thì ta kẻ nè, các bạn nhìn kỹ nha, ở đây là cái kỹ năng nha, nó sẽ kẻ cái đoạn này. Đây, kẻ cái đoạn này, đây, đoạn này. Đó, chuông góc. Chữ chữ V đi, tiếp tục từ C là cũng kẻ một cái đoạn như thế này. Đó. Chữ Q nha, chữ Q, đó, chữ Q. Được chưa? Vậy ta kẻ nè, ta nói vào đề bài nè, ta kẻ 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 K B vuông với lại A A A B và C Q vuông với lại A gì ạ? A A B, được chưa? Vậy từ đây ta có diện tích tam giác ABK. Thấy tam giác ABK chưa ạ? ABK thì có phải bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy nè, bằng 1 phần 2 KB nhân AB. Tiếp tục diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao nè nhân cạnh đáy 1 phần 2 CQ CQ nhân AB. Sau đó các bạn chia nè, chia chia rút 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 rút, vậy sẽ bằng là gì ạ? À? KB trên CQ. Ok chưa? Vậy các bạn hãy tìm cái tỷ số này giúp giúp lợ. Rồi, thì các bạn nhìn vào nè, nhìn vào để ý giúp lợ nè. Đây, để ý nha, tập trung giúp lợ nè. Tập trung nè, thì ta có hằng 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 KB vuông với gì ạ? À? KB vuông góc với BQ và CQ cũng vuông góc với lại BQ. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì suy ra song song, vậy là KB song song với lại CQ. Sau đó mình xét cái tam giác BQ BQC BQC có KQ song song với CQ, KB song song với CQ nha mọi người. Thì từ đây ta dùng định lý ta lét nha, định lý thuận ta lét, ta có đây trên đây bằng đây trên đây, đó, được chưa? Để suy ra k gì à? K b trên cho CQ bằng BK trên BC. Vậy các bạn phải liên hệ BK trên BC. Ok chưa ạ? Đó, liên hệ chỗ này. Rồi, muốn liên hệ thì các bạn xét hai tam giác đồng dạng nè. Đó, các bạn tập trung vào BC giúp BK giúp lợ và KC nha. Để ta xét hai tam giác. Đó là BK gì ạ? BKF nè. BKF hay E ạ? BKE và tam giác AKC. Ta có thứ nhất góc này với góc này như thế nào ạ? À? Đối đối đỉnh góc này với góc này như thế nào ạ? À? Bằng nhau, được chưa? À? Đó. So le đó. Vậy ta có BKE bằng bằng với góc AKC, hai góc đối đối đỉnh, và ta có BEK cũng được bằng KAC. Lý do so le chồng, từ đó suy ra hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác gì à? KE thiếu gì à? KE B đồng dạng với tam giác KAC, trường hợp góc góc, được chưa? Sau đó các bạn đánh số 1, 2, 3,
1, 2, 3. Sau đó các bạn lập tỷ tỷ số nha mọi người. KE trên 12 trên 12 KA bằng 13 KB trên K gì à? KB trên K KC bằng EB trên AC. Rồi, các bạn tập trung vào KB KC, KB KC. Rồi, tiếp tục các bạn tập trung vào BE, BE trên AC. Đó, vậy suy ra KB trên KC bằng EB trên AC. Bằng nè, EB AC, AC, AC có phải bằng hai lần AM không ạ? Bằng hai lần AM, lý do M là chung chung điểm. Rồi, EB trên AM các bạn nhìn vào đi ạ. EB EB trên AM bằng bao nhiêu ạ? 1/2, vậy bằng 1/2. Số 2 này viết lại nha mọi người. Đó, vậy bằng 1/4. Vậy suy ra KB trên KC bằng 1/4. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn vào. Vậy cho thấy thằng này mấy phần ạ? À? 1 phần nè, thằng này mấy phần ạ? À? 4 phần đó. Vậy từ đây suy ra BK chia cho BC, thằng này 1 phần nè, thằng này 4 phần, vậy cả đoạn này là mấy phần ạ? À? 5 phần, vậy đây là 1 phần nè, BC là 5 phần, là 1/5, và thế vào đây. Được chưa ạ? À? Thế vào đây và thế vào đây 1/5. Ok chứ mọi người ơi, mọi người ơi, trong quá trình like có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lại khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều.